Thưa quý vị và các bạn, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, tại các khu công nghiệp, khu đô thị nói riêng những năm qua cơ bản được thực hiện tốt, cho thấy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Đồn Công an khu công nghiệp Thăng Long 2 có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, giám sát các doanh nghiệp vào đầu tư, chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tập trung hướng dẫn thủ tục lưu trú đối với người nước ngoài đến làm việc sinh sống tại khu công nghiệp này và khu công nghiệp Phố Nối B, thị xã Mỹ Hảo. Vào giờ cao điểm, đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, các cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực ra vào của cổng khu công nghiệp. Buổi tối tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó thì hàng ngày chúng tôi nắm bắt tình hình an ninh trật tự cũng như diễn biến tư tưởng của người lao động, thì qua đó thì phát hiện từ xa được sớm những tai nạn xã hội. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự xã hội trong hai khu công nghiệp nêu trên với hơn 100 doanh nghiệp trên 35.000 công nhân lao động luôn được đảm bảo. Cơ bản, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, qua đó không chỉ tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đã và đang hoạt động mà còn tạo ra môi trường tốt để tiếp tục thu hút đầu tư. Đồn Thăng Long 2 thì phối hợp rất là tốt với bên nhà máy, thường xuyên đi tuần tra và có vấn đề sự việc gì xảy ra thì bên đồn đều rất là nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ, thì nhà máy cũng rất là yên tâm. Hiện tại thì máy tách thì rơi vào khoảng 3.600 công nhân viên. Sự hiện diện của lực lượng công an ở trong khu công nghiệp như thế nên là cái tình hình an ninh trật tự ở trong khu công nghiệp 10 năm vừa qua rất là tốt, không xảy ra cái vụ việc gọi là nghiêm trọng nổi cộm, và chính vì thế nên là các cái nhà đầu tư cũng rất là yên tâm khi mà đến đầu tư ở khu công nghiệp Thăng Long 2. Tại đô thị Dream City, huyện Văn Giang, ngay sau khi tiến hành xây dựng đầu năm nay, Công an huyện Văn Giang đã thiết lập một tổ công tác tại công trường với 6 cán bộ chiến sĩ. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các khu công trường hơn 15.000 lao động cơ bản đảm bảo, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Khi có sự việc xảy ra, các anh ở tổ công tác đã kịp thời phối hợp và giải quyết, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Mong rằng lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy tinh thần người cảnh sát nhân dân là nòng cốt cho công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư.